Rồi em chào toàn thể quý anh em. Tiếp tục nay lại về máy quay A216. Nói chung càng về sau này thì em cũng nói thẳng với anh em luôn, em sẽ tiễn máy đẹp hết, em hạn chế em lấy máy lỗi lại. Tại vì máy lỗi, đồ nó lỗi, cái thứ nhất là đồ nó nhìn không có sướng mắt anh em. Cái thứ hai nữa là máy lỗi về chỉ anh em dành cho những anh em nói chung vô xe cài bừa thì ok, còn khó bán cho anh em vô xe đẹp. Nói chung em không thích, đơn giản vậy thôi đó. Thì tiếp tục bữa nay em lên với anh em thêm một cái máy đồ gã món anh em, gã món máy quay A216 nè, máy cũng cọp nữa nè, nồi anh em nhìn như nồi hét mới luôn. Thì cũng nhiều anh em hỏi em lắm. Thì sẵn đây nè, video này em nói thẳng với anh em một câu luôn. Tại cái vấn đề này em cũng lặp đi lặp lại rất là nhiều lần cho anh em rồi mà nói chung là anh em không có hiểu. Đây nè, tại sao anh em hỏi em nè, bộ nồi hết mới hiện tại giá thị trường là bao nhiêu? Em nghĩ là khoảng 1.450.000 hay 1.500.000 đó, em cho là 1.500.000. Nhưng mà bộ nồi như thế này nè, nồi cọp mà cái chuông mà nó không gợn như thế này nè, đó cái chuông mà nó láng lừ như vậy nè, gờ tay không gợn như nè, thì em bán tầm 2.200.000, 2.300.000 một bộ, tùy bộ đó. Nó mắc là anh em tính đi, nó mắc là muốn coi 1.500.000 với 2.500.000, nó mắc hơn cả 1.000.000 một bộ đó, anh em tính đi. Nhưng mà tại sao anh em biết không, bây giờ anh em cứ nghĩ ở cái thời điểm đó, trên cái chiếc xe đó người kỹ sư người ta đã canh chỉnh tất cả, nó hoàn thiện 100%. Còn cái hàng sản xuất sau này là cái hàng sản xuất theo một cái khuôn rạp mới đó, khuôn rạp mới đó, nó không có chắc chắn và chưa được test gì hết, hoàn toàn là linh kiện mới hết, anh em hiểu ý em không? Đó, em nói cho anh em nhiêu đó thôi là anh em đã hiểu rồi đúng không? Rồi đó, trước khi một cái chiếc xe mà được xuất xưởng ra thị trường á, là giống như là phải làm sơ đồ, là phải qua dyno đồ các kiểu đó ha, như rodai đó, mình nói ví dụ là gì vậy đi đó. Ok anh em, rồi thì khi mà nó chuẩn rồi người ta mới tung ra thị trường, thì đồ theo xe là nó có giá trị chỗ đó, và đặc biệt là đồ đẹp là rất là mắc. Mà khi mà đồ theo xe đã đẹp rồi thì anh em cứ việc an tâm đó, mình xài rất là chất lượng, rất là bền bỉ. Đặc biệt những cái dòng quay A này anh em xài rất là bền, anh xin cam đoan với anh em đó. Rồi không có làm mất thời gian của anh em nữa, thì cái máy nó về đợt này nó ác nổi một cái này nè, quên vậy luôn đi, tại bữa nay cái nó về cái máy đợt này nó không có điện sườn, nó không có điện sườn. Mua quá cái máy quay A mà lời đừng cục xá xỉ với cái giò đập máy quay 110 nữa anh em thấy không nè. Cái đống này là mai giao cho anh em banh luôn rồi nè, đây nè, đây còn máy nè, chưa khui ra nè, đây còn máy nè anh em đó. Trời ơi, đồ đầy nhà luôn anh em ơi. Lốc bơm mà nãy quay anh em, anh cho anh em chốt hết 4 miếng rồi, nói chung còn có 1 miếng nữa hết nha anh em, nó anh em nào ấy thì tranh thủ, còn có 1 miếng nữa sạch rồi đó. Chung em cảm ơn anh em nhiều, được anh em ủng hộ thì nó bán vậy luôn đi chứ. Cái máy nó về đợt này không có điện sườn anh em, đợt này máy nó về nó không có điện sườn anh em thông cảm nha. Đó thì bây giờ xin đi vô bộ ốc máy. Thì bộ ốc máy này nhìn chung tổng thể á, là em cũng nói chung em tình ngay, nói thẳng với anh em là gì đi, quên cái bánh xe nồng này em đưa nó qua bên cái bộ đồ nồng nha. Thì cái bộ ốc máy này nó bao gồm những món như sau đó: nắp chặn nhớt theo xe ha, nắp chặn nhớt đẹp á, em xin quay qua lẹ mấy món này anh em. 2016 nè, đây ngày 13 tháng 1 ý, ngày 13 tháng 10 năm 2016 rồi chuẩn ha. Lốc bơm cho lộn, cái nắp chặn nhớt trắng bóc luôn nè, mới chát luôn. Trời ơi trời nè, cho anh em nhá, cho anh em coi cái đầu nồng nè, nhớt đi kiểu này mà anh em nghĩ sao, máy này sao đó anh em tính đi, nhớt đi kiểu này nè. Hồi nãy em sơ sẩy em làm gách miếng gòn luôn nè, nó rớt cái đầu nồng, nó rớt cái nắp bốn lỗ ra luôn nè, chứ nắp bốn lỗ nó còn dính trên đây luôn á chứ, ác nổi nè, em lỡ làm vuột tay tức mình đó. Nhớt nó đi vậy đó anh em, nó nắp chặn nhớt ha. Thì bộ tăng cam thì nó bao gồm mấy cái món vậy nè đó. Bánh cái này là ti bơm nhớt, ống sáo, lò xo tăng cam càng lừa, ốc bắt càng lừa là đầy đủ hết nha anh em. Đây ha, rồi bánh bơm tất cả là theo xe nha. Bánh tăng cam là còn mềm èo luôn nha anh em, bánh tăng cam là còn mềm èo luôn nè đó. Rồi những cái con ốc bắt nè, hàng ốc bắt nắp chặn nhớt nè anh em nhìn nè, hàng ốc chịu miếng dấu nó cực đẹp luôn nha đó.
thì bộ ốc này nó đẹp khoảng 70%, thì nó không đẹp bằng bộ hôm qua. Ở đây tổng cộng là nó đen 2, 4, 6, 7 con. 7 con này nói chung là ốc mới gã lần đầu hết, nhưng mà nó nằm giả dưới bị đen thì mình chịu chứ sao. Anh em nhìn thân mình nó trắng bóc hết trơn mà đầu nó đen nè. Nó thì cái này ngâm dầu ra không ra thì em không dám hứa với anh em, về anh em tự xử lý. Rồi còn nguyên cái dàn trên này là mặt tiền là đẹp hết ha, mặt tiền đi anh em, đẹp hết nha. 3 con 6 con, nói chung bộ full bộ này là full bộ ốc mái nha anh em, là full đầy đủ nha, có nghĩa là cả ốc bắt củ đề đồ đầy đủ cho anh em đó. Ốc bắt củ đề, ốc bắt ba dách mái và ốc bắt bụng mái có đầy đủ cho anh em đó. Rồi thì full bộ này nè, thì bình thường em bán cho anh em 350, nhưng mà bộ này em tính bán anh em 300 thôi đó, nhưng mà em hỗ trợ cho anh em ba cái này nữa nè, giò đập máy nè, cái cần số nè, cần số ok nè, còn gai luôn nè, bàn đạp trước còn gai nè đó, bàn đạp sau gai nó hơi mòn nè, có sao nói vậy nha anh em. Cần đạp này anh em về vệ sinh ra là cái màu gam nó màu vàng nè, cái tay em dính nhớt chấm dầu lỡ lên màu vàng là thấy không đó, chưa có vệ sinh đó. Rồi nghe, cái bách lồng, cái bách lồng thì không có gì để quay tới đâu nghe anh em đó, với cái giò đập máy, giò đập máy nó còn dính dơ nữa nè, giò đập máy này đẹp quá, giò đập máy này đẹp luôn nghe anh em đó, giò đập máy đó thì full có ốc theo xe luôn nha, nó có ốc theo xe luôn nha anh em đó. Thì full bộ ốc này em tính anh em như là 400.000 đi, bộ ốc 300, ba món này 100.000 nữa, bắt giò đập máy cần số với bắt lồng thêm 100.000 nữa đi, 400 đó, nguyên cơm lê này giao cho anh em nhanh gọn lẹ luôn đó. Rồi củ đề, củ đề này báo cho anh em luôn 400 ken sà ben mới chát, trời ơi trời, đồng thước quay A216 mà anh em nghĩ đi nè, chưa thay thang, chưa dẫn ốc gì ra hết trơn nè, ken sà ben mới chát nè đó, anh em thấy không, chưa có một dấu đúc dít vô nữa chứ đừng có nói nó. Rồi ngang củ đề này cái mình rất là đẹp nha anh em, nói chung là nó có cái nó dính dơ thì em chưa vệ sinh thì về anh em phụ em, mã là 6x20, củ đề zin là có mã hết nha anh em. Cái mình ở trên này rất là sáng và đẹp đó, mà có một cái là em chưa có, nói chung là không có làm nổi đâu anh em ơi, không có thể nào một mình mà kham nổi hết tất cả hết trơn đó. Mình mẩy nè, sáng trưng đó, ốc đít là chưa bung chưa chạm gì hết nha anh em, nói chung là toàn bộ là chưa bung chưa chạm. Củ đề 400.000, củ cứ củ đề đẹp, chưa bung chưa chạm, than zin chưa thay, bao anh em đề êm là cứ 400 đó. Giá thì nó đã có 3 game hết trơn rồi, cứ vậy mà làm thôi. Đó, giờ test cho anh em nè, đó không có tiếng động gì lạ hết trơn á, không kêu đít kêu điếc gì trơn, về đề là lụm thôi. Dây dắt chỉnh tề nè, cái dắt anh em nhìn nè, dần hừ luôn đó, 400 đó. Bộ bình xăng con thì em báo cho anh em luôn, bộ bình xăng con này là bao gồm là co xăng nè, co xăng này em sẽ lấy lại ngang, tại vì khi người ta, khi mà ở chợ ở trên cái người bán cho em, người ta gã sẵn cho em nó, tại vì người ta lấy lại cái lốc số để cái bộ giấy của người ta đó. KTL co xăng zin theo xe luôn, hai con ốc co xăng dưới nè, luôn cái bát mà giữ cái ống xăng từ thùng xăng lớn đi xuống nè, rồi bình xăng con nè, bình xăng con nè, bình xăng con đã đủ nguyên cái bộ cơm lê dây cái ba chia này luôn nha anh em nha, đủ hết nha đó. Bình xăng con quay A216 nè đó, anh em tự đánh giá nha. Ốc chỉnh gió với ốc chỉnh garanti là hầu như là không có dấu luôn nha anh em đó, mực màu đây còn luôn nè, mã là K28 đuôi, anh em nhớ vậy được rồi đó. Bình này em kiểm tra rồi nghe anh em, chưa bung chưa chạm, anh em mua về lắp lên là xài khỏi vệ sinh, cam đoan với anh em bình này là khỏi vệ sinh, anh em mua về lắp lên là xài thôi, chưa bung chưa chạm, xưa một chưa một lần xúc rửa luôn. Bình còn mực dấp lai dấp liếc kiểu này vệ sinh gì nữa mới chát nữa, mình quay A216 nè, mực màu còn luôn nè, ken hin nè, chuẩn bình zin, ốc màu gam còn đẹp luôn nè đó. Nè hai con ốc mà chỗ cái khóa xăng là chưa mở luôn nè anh em đó, anh em nhìn tự đánh giá được hết trơn à. Nói chung bây giờ mình bán tả hàng tả thiệt cho người ta luôn, chứ bây giờ đường nào mà anh em né được. Bao anh em là chưa bung chưa chạm gì hết nha anh em đó, bình này là anh em về gắn xài luôn là khỏi vệ sinh nha anh em, thì nó đầy đủ hang ốc bắt co xăng trên, ốc còn đẹp luôn nè, nó ok, có phíp đen luôn nha, thì lấy vô cái co xăng nó thì hợp lệ của nó, nguyên cơm lê luôn nha, hang ốc co xăng dưới luôn đó.
Rồi bình xăng con rồi tới bộ e đi, rồi cho anh em coi trái ga nó lụm, báo giá cho anh em luôn. Bộ bình xăng con này giao anh em 900, quay A26, mã là 6G10V. Đó, bộ e tình trạng là nó sạch sẵn luôn, không có gãy cửa gãy gì hết trơn. Trời ơi trời, nó vàng thánh thằng ơi trời. Tán cũ dê này anh em nhìn nè, này chắc mới mở lần đầu luôn, quá vàng thật luôn anh em. Cổ zin theo xe luôn nè, ốc vàng que hết trơn luôn anh em. Nói chung quay mấy bữa nay trong nhà nó hơi tối cho nên bật nó hơi sáng chút xíu, anh em thông cảm, cố gắng quan sát giúp em nha. Ống xả cặn đầy đủ ha, hai ống lớn nhỏ anh em, nó full bộ này em giao anh em 900. Đợi em xíu khách ơi, khách gọi nữa. Thì nói chung cái bình xăng con này em nói với anh em như mới đó, cái ga là như mới đó, lò xo zin theo xe chưa cắt nha. Đầu tiên xác nhận đúng trái ga zin H7C nè. Đây, trái ga H7C nè. Đúng trái ga ít tăng đa zin theo xe nha anh em. Nè, trái ga anh em quan sát nha. Đó. Anh em coi đi, trường miếng lém là vị mới chát luôn đó. Đó. Nói chung là zin căng đét mới, đét đền đẹp, về gắn là xài, không làm gì thêm, bao tất cả. Đó, một bộ là 900 ngàn, cứ 3 game vậy mà làm, mà cứ hàng đẹp là vậy, còn hàng xấu thì tính lại. Đó. Rồi nghe anh em. Ok. Đó, bình xăng con xong rồi, bây giờ tới bộ số, cái bộ lửa. Thì bộ lửa anh em báo giá với anh em trước luôn, vẫn như thường lệ, bộ lửa với bộ ba nắp báo với anh em luôn nha. Nắp mang cá thì em không có đem lên nhà, đã nói với anh em nó dơ lắm. Thì bộ lửa với bộ ba nắp, bộ này em giao anh em 1.3 triệu. Nói chung đợt này máy cũng giá cũng ok, tính anh em giá ok. Thì lửa là đầy đủ nè, sên đề nè, sên đề nè, hai con thằng lằn nè, con đực con cái nè, con cái con bự con đực nhỏ nè. Rồi một cái con ốc này là bắt cái chặn cái dĩa đề với cái chặn dĩa đề lại. Rồi hoa lăn, nguyên cái cụm hoa lăn, dĩa đề, ổ bi đề. Đó, giờ cho anh em coi cuộn lửa trước đi. Cuộn lửa nè, ken xà ben luôn, nó có hơi bị muối, cái nắp lửa nó có hơi bị muối, nhưng mà cái muối này em chỉ cho anh em. Về một anh em lấy dầu, còn hai anh em lấy xăng á, anh em lấy xăng đi rửa nó mau khô. Nè, cái tay em nè, dính muối gã trơn rồi, thấy không? Nè, thấy không anh em? Em lúc nào em quay clip em cũng để cái vẽ cái bên cho đặng chùi tay với quý vị cho á. Cuộn lửa zin luôn nha anh em, MVC này nha. Nè. Đó, nó bị muối, anh em mua về anh em rửa xăng á, xăng đi nó mau khô, đừng rửa dầu thì nó hơi lầy lầy. Ốc tán đẹp hết luôn nha. Đó. Thì full bộ hoa lăn mâm lửa, full bộ bộ full ba nắp luôn á, em giao anh em 1.3 triệu đó. Đó. Dây dắt chỉnh tề không đứt nối gì cả. Về anh em lắp là dùng thôi, mềm xèo. Đó. Còn mực luôn nè. Đó. Giờ coi sơn zin luôn đi. Sơn zin cũng còn kha khá nè. Chỗ này nó có én chút xíu nè, có nổ chút xíu, mặt tiền ngoài này đẹp. Nhầm cái anh em ơi, không biết đường đâu nói. Cái này nó dính bám bẩn anh em. Nè, anh em thấy không, nó bám bẩn chứ không phải là nó bị nổ gì đâu. Ừ. Nắp này sơn zin khá là đẹp á. Nói chung anh em về lắp xài luôn ok. Rồi. Nắp nồi sơn zin căng lắm nha. Nắp nồi sơn zin đẹp lắm anh em. Ừ. Nồi sơn zin đẹp luôn, nắp chụp nồi cũng đẹp luôn nha, chưa ố luôn. Thì những cái máy như thế này nó mới có đồ đẹp thôi. Anh em coi đi nhớt nè. Nhớt mà nó trắng vậy nè. KTL nè, VAB á, chuẩn zin đó, đi nhớt vậy nè, anh em nghĩ cái máy cỡ nào. Bộ nồi là khỏi chơi đó anh em. Đó. Thì bộ ba nắp luôn, bộ lửa là em giao anh em nắp nồi, nắp lửa mang cá luôn, bộ lửa là anh em giao anh em 1.3 triệu đó. Còn bộ ba nắp anh em cứ mua là giá 400 ngàn bộ, nếu sơn zin nó đẹp như vậy ha. Cứ 400 ngàn một bộ. Còn bộ lửa này á em giao anh em 900. Đó, thì lửa đẹp á. Dĩa đời nè. Chung là không có gì để chê đâu anh em ơi. Không miếng gợn nào hết trơn á. Em cố gắng em quay cái thời lượng cho nó vừa phải ra, chứ quay quá trời quay nó cũng tốn thời lượng, nó đang lâu dữ lắm. Đó. Qua lăng nè.
mực màu là còn đủ, về lắp là xài thôi. Đâu có cộng tóc nữa trời. Hoa lăng cũng còn khá đẹp lắm. Nó có hơi bị xà mau chút xíu, đốm chút xíu. Bộ nào cũng bị chân, đa số hoa lăng trắng là nó bị Mitsubishi GF4412 nè anh em. Quay A216 nha. Ở trong nè. Ngày 10 tháng 10 năm 2016 nó muốn mát đời quay A luôn, hỏi sao đồ không đẹp. Đó, 10 tháng 10 năm 2016. Anh em khỏi suy nghĩ. Tì vết nào hết trơn. Đó. Thì bộ này em giao anh em 1.3 triệu đó, đủ đồ không có thiếu gì hết trơn á, về lắp là lụm. Rồi. Rồi tiếp tục là bộ số báo giá với anh em luôn, thì như thường lệ thôi. Số mà không nhăm gan nào, cốt tải đẹp, không lỗi, số whip thì cứ là bộ số, cốt đạp, cốt số, báo số luôn á là em giao cho anh em giá là 900. Đó. Đáp báo số này ngày 4 tháng 10 năm 2016 nè. Đó. Báo số, mấy cái báo số này chắc khỏi suy nghĩ rồi, như mới quá, đúng thiệt, như mới thiệt chứ còn gì nữa. Báo số này chỉ việc lắp là xài thôi chứ làm gì nữa, giờ nó mới chát lên rồi. Đó. Cốt đạp cốt số nè. Trời ơi nó vàng gồi luôn, ăn cám ăn mài luôn. Cốt đạp nó vàng khè luôn, căng cỏ em bao tất cho anh em lên xe nha. Nó bị dính vào cái nhớt anh em, tại chưa có vệ sinh. Anh em thấy đồ em nè, nhớt nhau còn trong ấy, trong cái ba cái nè, dên nè, lóc giữa nè nhớt nhau không nè, nó nè. Vệ sinh vệ xiết gì đâu, về là chơi à. Máy chắn bốc gì vệ sinh gì, quay gì cho nó thật. Đó. Cốt đạp cốt số càng lừa. N5 zin theo xe nè, tại máy đẹp là đồ nó đẹp rồi, khỏi cần mà anh em vệ sinh gì chứ. Còn máy xấu rồi ngồi đó vệ sinh đi. Số nhầm tà le ngồi đó vệ sinh. Chắc nó không nhầm mà. Đó, mấy cái đời này số thì trắng bóc mà khỏi suy nghĩ. Cứ mà số không nhầm không gợn mà số trắng bóc mới chát vậy thì cứ 900 bộ. Đó. Miếng dấu chạy cũng không có nữa, số 2 á. Thấy không anh em? Miếng dấu chạy cũng không có nữa nha anh em. Rồi nha, số 4 nè. Bộ số này đẹp thiệt, quay ơi, quay từ số 2 tới số 4 luôn, không có miếng dấu nữa. Dâm thiệt chứ. Đó. Thì tới những cái phần vô phần bụng máy này, số thì bắt buộc phải tốn thời gian ra, em cố gắng quay kỹ chứ có đường nào chạy được chân á. Đó. Rồi đó. Anh em nhìn số là anh em biết rồi, cốt tải nè. Đó. Bằng như cái đường gây xe lửa đó chứ có gì đâu mà suy nghĩ, chơi hay không chơi thôi chứ số này có gì đâu mà suy nghĩ. Chưa nắm phốt luôn nè. Mặt bên nè anh em. Em nói với anh em không có một dấu vẹt, dấu chạy luôn chứ đừng có nói mà bị nhăm bị khuyết. Em ví dụ người ta mua máy 6 triệu rưỡi là em phải mua máy 7 triệu rưỡi em gã. Đó, thà là em bán đồ mắc đồ cao. Nhưng mà em bao anh em là đồ là đẹp. Bán cho anh em cũng rất là yên tâm nữa. Cũng hãnh diện mình bán được món đồ đẹp nữa. Đó. Những bộ như thế này thì em cứ giao cho anh em là giá 900 ngàn bộ đó. Số cốt đạp cốt số đi theo hết luôn là 900. Heo số nè. Mực màu dưới chân Q1. Nó cứ đẹp vậy không, nó thứ nào mà anh em, đường nào mà anh em xảy bán, đường nào mà xảy. Không có đường nào mà xảy được hết trơn á, mới chát nè, xảy gì. Đó. Q1 trùng mã luôn nha, thì nói chung heo số này có con trùng, con không trùng, nhiều anh em hỏi em ngộ. Hỏi bộ sao mà nó không trùng mã, thánh thằng ơi, sao em sao biết được, nhà sản xuất người ta làm sao người ta làm chứ. Đó. Mới ben nè, đó, rồi, 900. Dên lóc
gen lốc em báo với anh em luôn, gen với lốc bơm luôn, anh em mua combo gen lốc bơm luôn là 800. Và cái vấn đề này em đã lặp đi lặp lại với anh em rất nhiều lần rồi, tại sao những anh em mua những cây gen cực kỳ whip bên em gáp vô xe nó vẫn kêu lốc, thì cái nguyên nhân là em đã dặn anh em rồi, tại anh em không để ý thôi. Thì em nói với anh em nè, tại sao mà những cái cây, những cái bộ gen lốc mà khi của quay A này khi mà gã ra đó là nó gớt cây gen ra ngoài, nó không có giống như quay 110 thái, là cái nguyên nhân do là cái sơ mi ở bên đây nè, cái sơ mi gen nè anh em nhìn nè, nè nó cọp như gì nè mà nó không một miếng, mà không một miếng khuyết, không một miếng sọc gì luôn, như gì nè nó đẹp vậy đó, mà tại sao khi anh em mua cây gen ở đây mua gen cọp như vậy nè mà anh em gắp vô cái lốc của anh em nó vẫn có kêu. Kêu là do cái dòng này đặc trưng, cái dòng này nó vậy, đặc trưng cái dòng 100 này nó như vậy. Thì khi anh em muốn mua một cây gen lẻ về gắp vô cái lốc của mình thì anh em kêu thợ hơ lửa rút cái lốc lại khi gắp. Đó, cái đó em đã chia sẻ anh em nhiều rồi nha. Đó. Còn nếu như được anh em cố gắng anh em nhích thêm. Thí dụ như giờ anh em mua lẻ cây gen này em phải bán anh em giá 550 rồi. Đó. Còn anh em hoặc là anh em mua lẻ cái lốc thì bắt buộc em phải bán giá anh em 350 ngàn cái rồi. Em nói thiệt với anh em luôn á, chỉ có em ở đây em bán dên như vậy 550 ngàn cây thôi, chứ không có ai bán 550, em cam đoan với anh em một câu luôn. Đó. Thì khi anh em mua dên lốc thì em hỗ trợ anh em 800, nó anh em mình có trước có sau. Thì anh em mua, thay vì anh em mua 550 cây dên, anh em gán nhích thêm 250 ngàn anh em mua cái, anh em mua cái lốc. Đó, mình vô cho cái nói chung là mảnh ghép nào vô mảnh ghép nấy, anh em đừng lấy gâu ông này cấm cạm bà kia. Đó, em không có ép anh em mua nào em bán cái nấy. Đó, những cái lốc bơm như thế này nói chung không có lỗi nè, không có rửa gáy gì luôn, em nói với anh em mới mở ra cái chát luôn. Đó, nó vậy đó, rửa gáy gì có nè, nếu mà em rửa gáy là cái dạ dưới này sạch tưng à, đây là hoàn toàn là chưa có rửa gáy gì chân á, chơi là chơi à nè, hàng ốc gác chân mới gỡ luôn nè. Anh em nhìn găng nè, nó trắng vậy đó. Đó, ốc sợi nhớt nó mới mở đây đâu nè, nè ốc sợi nhớt nè, nè kê vô cho anh em coi khỏi suy nghĩ đó. Tại vì em nhắm cái đồ nào á em phải rửa ra mới nhìn thấy đồ á, cho anh em á thì em rửa, còn những cái đồ nào mà nó đã đẹp rồi rửa làm cái gì. Đó, gon zin theo xe mới rớt lần đầu dính hết trơn luôn nè. Ừ. Lốc bơm trắng vậy rửa gì mới chát thì rửa nè, đát nè, đát ở đây là ngày 20 tháng 10 năm 2016 nè, rõ ràng luôn nè. Đó, rồi thì lốc bơm này anh em mua lẻ em bán 350, còn gen lốc em báo giá với anh em rồi đó, gen bộ gen lốc này em giao cho anh em giá 800. Đó, còn cái gen này em cho anh em coi độ gơ trước. Nếu anh em về gáp ha, mà nếu anh em mua bộ gen lốc này mà anh em về gáp mà gái á thì cũng thiên tài lắm. Vậy chứ anh em nghĩ coi, cái gen mà nhích không được tờ tiền, mà nhích không được luôn, cứ ngắt luôn, mà anh em về gáp gái em biết gen nào y gáp im nữa, mà trong khi gen mới gớt nữa chứ. Đó, đó, nhích không được luôn chứ nhích gì nữa. Đó, anh em coi nè, nó bóng rồi, không lẽ giờ nói bậy chứ thiệt. Tay gen là mã coi, mã là KFMZ3 nha, anh em nhớ mã nha. Em nói thằng giao thằng nào là em giao nấy chứ không giao linh tinh nha anh em. Đó, trắng bóc gì đó. TMB nè. Ha. Đạn này có đời nó đóng, dao băng có đời nó không đóng. Nè, cái gen láng lừ gì nè. Em hiểu anh em nói sao gì gấp gáy thì em cũng chịu. Đó, nó láng tới chừng này mà chưa miếng dấu phốt là gì luôn, anh em tính đi. Ốc tán thì ra vô nhẹ nhàng. Ừ. Đây nè, đầu bên nồi nè. Găng cỏ nó nét vậy nè. Đó. Thì cái dên này anh em mua lẻ 550 ngàn, dên lóc 800. Rồi, nhanh gọn lẻ xúc tích. Đó, bộ nồi em báo với anh em luôn, bộ nồi này em bán giá 2.3 triệu. Đó là 2.3 triệu là full đầy đủ nha anh em. Nói chung là từ những cái khâu mũ như thế này cũng đầy đủ cho anh em, nó không có thiếu thứ gì hết trơn á. Về anh em chỉ việc lắp, gỡ bộ nồi của anh em ra, lấy những cái phụ kiện bên trong này,
anh em lắp vô bộ nồi của anh em là xong đó. Thì không biết là sớm em lục lục làm gớt con ốc chỉnh nồi ở đâu, em sẽ kiếm lại cho anh em. Ở đây nó có con ốc chỉnh nồi nè, con ốc này cọp dữ lắm, nhớt đi vậy nè, trời trời nó mới tới thiệt. Nói chung là đầy đủ cò muỗng ốc chỉnh nồi, không thiếu thứ gì cho anh em lắp nha anh em. Thì ở đây cái người gã, người ta gã cái nắp lọc dầu ly tâm còn ba con ốc luôn nè, người ta chưa có gắn vô nè, thì chừng nữa em giao anh em sẽ gắn vô. Ngày 27 tháng 10 năm 2016 này, rõ ràng luôn nha anh em. Đó, 27 tháng 10 năm 2016. Thì đầy đủ ốc bắt mắng nhớt là những cái khâu, những cái lông đền, những cái mà nói chung là đầy đủ không thiếu thứ gì. Đó vậy đi cho nó dễ nha. Rồi, bây giờ nồi thì em sẽ cho anh em nè. Anh còn hơn là nồi lấy trong hết mới ra nữa. Đó. Về cái phần chuông thì nồi này tất nhiên là chuông zin chưa tán rồi. 100% là chuông zin chưa tán rồi. Quay ra đời 2016. Đó, còn mặt võng của chuông giờ em sẽ cho anh em xem. Đây nè, dấu gan chở mực vẫn còn luôn nha anh em. Sao bên này quay nó chá dữ thần vậy ta? Chá quá chá. Đó, nó đẹp thôi chứ có cái gì đâu. Như nồi mới thôi chứ có gì đâu. Đó, đi nhớt rất là kỹ nha anh em. Nãy giờ em quay đồ anh em cũng thấy rồi đó, nồi này đi nhớt rất là kỹ. Cái chuông á thì em tả cho anh em luôn nè. Cái chuông có chạy là anh em nhìn phải có dấu rồi, chứ không đường nào có dấu chứ. Nhưng mà cái chuông này em cam đoan với anh em luôn nè. Anh em gờ tay á, nếu mà anh em mua về mà anh em gờ tay cứ, nếu mà có cảm giác gợn miếng nào á, thì anh em cứ comment lên kênh của em, thằng này bán đồ đểu gì đó. Ừ, nói thẳng luôn. Đó, chuông zin theo xe còn rất là dày nha. Đó, thấy không? Em quay mặt ngang cho anh em sẽ thấy nè. Nói chung á là nó phớt không được một tờ tiền luôn. Anh em gờ là không có cảm giác gợn tay luôn đó. Nó thẳng ra vậy đi cho nó dễ ha. Ừ. Rồi ha anh em ha. Đó, như nếu như mà anh em thầy thợ là nhìn là biết liền à. Rồi ok anh em. Cọp luôn rồi còn con khỉ gì nữa đâu. Đó, những cái bộ, trời ơi trời, bóc vô nhớt giờ nè. Cái những cái này nè em sẽ bỏ vào đây luôn nè, khi gói em sẽ quấn BE lại, nó rất là cứng, nó không có thể nào mất được cho anh em ha. Đây, những bộ nồi đời cao đóng đát kiểu này luôn nè, ngày 28 tháng 10 năm 2016 đó, mát đời quay A 26 luôn, mát đời quay A 100 này luôn nghe anh em. Đó, 28 tháng 10 năm 2016. Rồi, bố lặn LK đó, quay ba góc cho anh em luôn nha. Ăn LK, ăn LK. Còn bố anh em hỏi đẹp không thì em không biết diễn tả làm sao đâu, mới làm sao thì nó giống vậy. Đó, dùng thứ cái chuông mà anh em thấy cỡ đó là anh em biết kìa, bố cỡ nào. Quay ban đêm nó hơi chá lét cho anh em không thấy bố nó sâu dữ đâu, nhưng mà bộ này bố nó rất là sâu anh em, nó hủng lút vô trong luôn á. Đó, bao bóc bao im bao tất cả, nói chung là anh em gáp không im bao quay đầu luôn, nó thẳng với anh em vậy luôn cho nó dễ. Đó, đó thì chỗ này là bắt cái nắp lọc dầu ly tâm vô nè, cái nắp ba lỗ nè, ba con ốc có miếng gòn ở đây nữa. Nó thì em bán bộ gòn hai mặt xanh cho anh em vẫn có nắp này, cái gòn này cho anh em luôn nha. Rồi, đó thì nồi em báo giá cho anh em rồi đó, 2.3 triệu. Đây, 27 tháng 10 năm 2016 chuẩn đáp luôn nha anh em. Đó, nó trùng đáp chân luôn, thấy không? Tới trong này luôn nè, mà trắng bóc vậy nè. FCC KFM. Đó, em nói chung là em chỉ tin tưởng vô nồi theo xe con, ngoài ra hàng mới hàng gì nó thiệt chứ anh em đây em xài biết bao nhiêu bộ nồi hàng mới rồi. Nó hú và nó xào, nó ngộ gì đó, tại vì cái chất nhôm của nó là cái chất nhôm của hàng linh kiện, hàng sản xuất để thay thế. Nó không thể nào nó chuẩn như đồ theo xe được. Đó. Chứ ai mà không biết nồi mới chạy thì nó đồ mới thì mình mua mới thì mình an tâm, không nói an tâm chứ không an tâm nghe anh em. Đó, còn cái gì mà để tả nữa đâu, tả gì giờ mới chát, bố chưa đóng nhớt nữa.
kiếm mã bố cho anh em coi nè, 107 nè, đó mã lá bố Vin theo xe là 107 FV nè, đó chuẩn mã khỏi suy nghĩ, mới chát luôn đó, nó nè tả gì nữa giờ anh em. Ừ, em đâu có vệ sinh gì đâu, về làm chơi à. FCC KFL ok nè, nồi vậy kêu tả biết tả sao giờ, nó phớt như tờ giấy kiểu này tả sao nữa, trên dưới luôn nè chứ không phải dưới không đâu nghe anh em. Ừ, nói chung là bao cái gì cũng được hết anh em ơi. Rồi đi, bộ nồi này giao anh em 2.3 triệu đó, anh em nào mến hú em bao, muốn bao cái gì em bao cái đó cho. Để nó vô cái. Rồi tới bộ đầu lòng thì combo đầu lòng bù gông sinh cam em bán 2.6 triệu ha. Đó thì nãy em có nhá đầu lòng cho anh em coi đó, đầu lòng này nhớ đi vậy nè. Đầu lòng thì nói chung anh em mua lẻ em vẫn bán luôn, đối với những cái đầu lòng mà nó nhôm mà nó đẹp như thế này nè, tại vì quay 3A anh em biết là nhôm ít khi nào nhôm được đẹp lắm đó, thì những cái đầu lòng mà nhôm đẹp, chế bích tông đẹp, lòng đẹp như thế này á, thì em báo giá anh em đồ lẻ trước này rồi em quay đồ sau nha. Full bộ nè, em nói báo giá trước nè, đầu lòng bù gông nè, bù gông này thì anh em khỏi chê, bộ bù gông này anh em mua lẻ là 300 nha, đó 4 cây bù gông, 4 ốc đầu, 4 lông đền là 300. Để em lên quay cho anh em coi luôn. Đó, bù gông thứ này anh em chơi em cũng chịu, anh em vô quay A super là hết bài, quen pha nhỏ mình rồi đó ha, trời ơi nó vàng, thứ nào chịu nổi thứ này anh em. Đó thì bộ bù gông này anh em mua lẻ là 300. Rồi cái lòng rồi nè, anh em mua lẻ là em bán 1 triệu, cái lòng đẹp mới giá này nha, nó 1 triệu, anh em nhìn đồ tự suy nghĩ nha. Đó 97 cm khối KFM trừ 26 VAB. Đó thì cái đầu bò này nè, full cái đầu bò anh em mua lẻ luôn nha. Thì cái đầu bò này đẹp thì em bán 1.6 triệu nè, còn anh em mua lẻ cam cò bên trong này, cam cò này cọp nè, chắc cú luôn, bộ này là khỏi nói luôn, em bán 700 chứ thường thường em bán cam cò tầm 650 một bộ à. Còn cái vỏ đầu này là em bán 1 triệu nè. Đó, bán lẻ cái đó dám bán lẻ em nói với anh em luôn đó. Anh em nhìn tới con ốc nè, tới pin không? Tới pin không anh em? Phơi thiệt là phơi. Nhôm nè, khỏi chê vào đâu luôn. Đó, tại anh em biết tại sao mà em hay bán đầu lòng với bù gông đi chung không? Nè, anh em nhìn cái màu ốc của người ta nè, thấy không? Nó tẹp hết chân mà, thấy không? Em là không có thay theo ai hết chân, em là em. Chứ nhiều anh em nói mày bán gì kỳ. Tôi bán gì đó. Cái đầu này mã đầu này HVN64 nha anh em. Giống bữa luôn trời. HVN64 luôn. Đó. Cò trên dưới là chưa chỉnh, khỏi suy nghĩ. Cam kết với anh em luôn, cò trên dưới là chưa một lần chỉnh cò luôn. Bán ngót. Đó. Chơi hay không chơi thôi. Hồi nãy em vô tình anh em làm, em làm trúng cái tay em, nó gớt cái nắp bốn lỗ ra luôn nè, còn đát trong này luôn nè, nó làm gớt cái nắp bốn lỗ, nó gắt hết miếng gòn con này nghe anh em. Đó thì nói chung con nó còn dính đây luôn nè anh em, chứ việc chích miếng keo anh em ụp lại là được rồi. Đó bây giờ em sẽ cho anh em coi chế bích tông rồi mình coi mặt võng lòng nữa là lụm nha. Ừ, anh em dân chơi nhìn phát biết ngay, em khỏi phải nói nhiều mất hay. Khỏi phải nói nhiều mất hay, HVN nè. Đó, dân chơi nhìn phát biết ngay, khỏi nói nhiều mất hay anh em. KTL. Nói chung anh em muốn biết xe đi nhiều hay đi ít, anh em nhìn lá bạc này là anh em cũng biết nữa. Đó. Lá bạc anh em nhìn nó còn cái màu đen, còn cái màu mà lá bạc trắng phao là anh em hiểu rồi ha. Đó. Rồi. Coi cái lằn, cái lòng. Tầm này mà anh em nghĩ bao anh em cái gì mà bao không được, hỏi anh em chơi hay không chơi thôi. Đó FM nè, F6 nè,
chân buri rất là đẹp luôn nè, thấy không? Rồi ok nha anh em đó. Đầu lòng này em bán cho anh em giá đầu lòng bù gông sơn cam là 2,6 triệu đó, anh em nào mến hú em. Còn anh em mua lẻ giá anh em báo rồi đó. Rồi chào anh em nha. Video tới đây xin kết thúc anh em.